Chi tiết tầng lớp siêu quyền lực do Thái Sephardi làm chủ và điều khiển hơn 200 quốc gia từ thế kỷ 15 đến nay. Một, do Thái Sephardi giúp đế chế Tây Ban Nha hùng mạnh. Đế chế Tây Ban Nha là nhà tổ chức thị trường toàn thế giới. Công xưởng sản xuất toàn thế giới của đế chế Tây Ban Nha là Anh với ngành dệt may, Hà Lan với ngành đóng tàu, Italia với ngành nông nghiệp trang trại, đánh bắt cá ở các quốc gia Bắc Âu. Đế chế Tây Ban Nha nợ công do Thái Sephardi và đã có 14 lần vỡ nợ quốc gia. Năm 1696 vỡ nợ chính thức. Trỗi dậy từ ngành công nghiệp chế tạo từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 nên do Thái Sephardi chọn Anh trở thành đế quốc tổ chức thị trường toàn thế giới thay Tây Ban Nha. 2. Giúp Vương quốc Anh hùng mạnh từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Toàn bộ châu Phi trở thành thuộc địa của Vương quốc Anh. Anh kiểm soát các khu vực rộng lớn, nắm giữ nguồn dầu Trung Đông, châu Á, cai trị một vùng rộng lớn từ Ấn Độ, bao gồm Pakistan, Malaysia, Singapore, đến Myanmar, Trung Quốc, Úc và New Zealand cung cấp nguyên liệu thô cho ngành công nghiệp Anh, châu Mỹ, Canada, Guyana, Jamaica, Bahamas. Anh chọn Mỹ là công xưởng sản xuất toàn thế giới của Vương quốc Anh từ năm 1848 vì ở California có mỏ vàng lớn nhất thế giới. Vương quốc Anh nợ công do Thái Sephardi và vỡ nợ vào năm 1939. Do Thái Sephardi tạo ra chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai để làm nợ công của Vương quốc Anh tăng lên cao và vỡ nợ rồi đưa nước Mỹ soán ngôi Vương quốc Anh từ năm 1945. 3. Do Thái Sephardi giúp Hoa Kỳ hùng mạnh. Hoa Kỳ là quốc gia tổ chức thị trường toàn thế giới. Công xưởng sản xuất toàn thế giới của đế quốc Hoa Kỳ từ năm 1945. 2045, Trung Quốc, Nhật, Hàn, các nước châu Á khác. Hoa Kỳ lại nợ công do Thái Sephardi và sẽ vỡ nợ. Dự kiến năm 2039, Hoa Kỳ vỡ nợ vì chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra. 4. Do Thái Sephardi đã âm thầm giúp đỡ Trung Quốc và họ sẽ chọn Trung Quốc hùng mạnh từ năm 2045, 2145 rồi Trung Quốc sẽ tiếp bước Tây Ban Nha, Anh, Hoa Kỳ trong quá khứ. Hiện nay Hoa Kỳ được xem như là cường quốc số một thế giới, nhưng ít người biết rằng kinh tế, chính trị, quân sự của Hoa Kỳ dưới sự điều khiển của 4 tầng lớp thượng lưu như sau. 1. Tầng lớp Do Thái ở đẳng cấp cao quý nhất được gọi là người Do Thái Sephardi, có nguồn gốc từ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha và đến Mỹ vào khoảng năm 1654, cùng với đế quốc Anh xâm chiếm thuộc địa. 2. Các gia tộc lãnh chúa trang trại, làm việc cho đế quốc Anh. 3. Tầng lớp người Do Thái Đức, phụ trách ngân hàng đầu tư. 4. Tầng lớp người Do Thái Đông Âu di cư từ Đông Âu và Nga đến Mỹ vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, đứng đầu ngành điện ảnh Hollywood, phụ trách truyền thông. Tầng lớp 1, 2 mới là quyền lực số 1 ở Hoa Kỳ. Trong suốt quá trình lịch sử của mình, người Do Thái liên tục bị trục xuất theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp ngay tại chính cả quê hương nguyên thủy ban đầu của họ là vùng đất Israel. Các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham bao gồm Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Ba tôn giáo này có hài lòng với nhau và họ tranh cãi nhau rằng Chúa Jesus là đỡ đầu cho họ. Từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ 14, Công giáo và Hồi giáo được các đức vua và đế chế La Mã ưu đãi nên họ cấu kết với nhau trục xuất người Do Thái khỏi Israel. Vì thế mà người Do Thái di chuyển từ Babylonia đến bán đảo Iberia rồi đến Ba Lan rồi lại đến Hoa Kỳ. Người Do Thái lưu vong ở nước nào thì họ đặt tên khác nhau, ví dụ như Do Thái Sephardi có nguồn gốc từ bán đảo Iberia, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ngày nay. Năm 1492, tại Tây Ban Nha, nhà cầm quyền Công giáo đã ban hành một sắc lệnh hoàng gia trong đó tuyên bố rằng tất cả những người Do Thái từ chối cải đạo sang Công giáo sẽ bị trục xuất khỏi đất nước. Do Thái Sephardi sau thời gian kinh doanh giàu có và họ kết thân với Ignacio nhà Loyola, người Baxter Tây Ban Nha để lập nên dòng tên. Ignacio cùng 6 bạn sinh viên khác trong đó có Franco Savi và Pierre Favier, có 3 người Do Thái Sephardi giàu có, quyền lực giấu tên, lập nên dòng tên vào ngày 27/9/1540 với mục đích làm chủ trái đất này từ năm 1540-2457. Kế hoạch của họ là dựng lên một đế quốc hùng mạnh cai quản thế giới và đế quốc đó công nhận Israel là của người Do Thái. Tây Ban Nha, Anh có công nhận Israel là của người Do Thái nên bị cho vỡ nợ. Các tổng thống Mỹ trước đây công nhận Israel của người Do Thái chứ có phải Hồi giáo và được tặng bằng khen. Trump được khen thưởng vì công nhận Jerusalem là thủ đô Israel chứ có phải của Palestine. Từ khi Jesus mất thì cuộc tranh giành làm chủ trái đất này về hữu hình là do ba tôn giáo, Do Thái, Công giáo Roma,
Hồi giáo và họ sử dụng các chính phủ và dân chúng tham gia game của họ bắt đầu từ năm 1540 khi dòng tên được thành lập. Và tôi là Louis, bí mật nhà cái chứng khoán Việt Nam, VN Index.